Hello aunties, uncles, friends and allies. Xin chào các cô, các chú, các bạn và các đồng minh. Tên tôi là Gunjan Mittal và chào mừng bạn đến với mùa mới năm 2024 và từng được gọi là May API Fly. Chúng tôi có tên mới, giao diện mới và chúng tôi đang khởi động lại với định dạng mới. Tên mới của chúng tôi là My API Help, nơi bạn sẽ nhận được thông tin thích hợp, có thể truy cập và chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin về mặt văn hóa trong chương trình của mình bằng cách thảo luận về các chủ đề lớn hơn mà nhiều người trong chúng ta sống ở Mỹ đang quan tâm đến. Nếu bạn chưa quen với chương trình phát sóng này, thông tin được trình bày trong My API Health là dành riêng cho cộng đồng người châu Á, nhưng vẫn phù hợp với các cộng đồng lớn hơn ở Austin. Khả năng tiếp cận ngôn ngữ là không thể thiếu trong quá trình tạo ra chương trình. Và nền tảng độc đáo này cung cấp chương trình bằng 3 ngôn ngữ khác là tiếng Miến Điện, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt, để mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng tôi tới những người thông thạo ngôn ngữ khác. Chúng tôi hiện đang công chiếu vào thứ bảy, thứ tư của tháng. Vì vậy, hãy ghi lời nhắc vào lịch của bạn cho những tháng sắp tới. Một số điều bạn biết và yêu thích trong chương trình của chúng tôi sẽ vẫn có ở đó, cùng với các chủ đề liên quan đến sức khỏe và sức khỏe tinh thần, mối quan tâm về sự an toàn, sự kiện và nguồn lực cộng đồng. Chúng tôi cũng sẽ có những vị khách bất ngờ tham gia với chúng tôi như tiến sĩ Walkie và các thành viên quan trọng khác trong cộng đồng để phát biểu về các vấn đề cộng đồng tương ứng của họ. Hãy nhớ, chương trình phát sóng của chúng tôi sẽ có sẵn trên trang Facebook của Austin Public Health và kênh YouTube APH. Vì vậy, hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè của bạn và đăng ký danh sách phát My API Help trên YouTube để dễ dàng tìm thấy chương trình trong tương lai. Chúng tôi sẽ gặp bạn trong buổi ra mắt hàng tháng của My API Health vào thứ bảy của tuần thứ tư hàng tháng. Đánh dấu lịch của bạn và cảm ơn đã tham gia. Hãy an toàn, hãy giữ khỏe mạnh và tử tế với nhau. Be safe, be well, and be kind to one another.